Em xin kính chào quý vị anh chị nhé, cùng quý nhà đầu tư đang xem trên kênh Bất Động Sản Thiên Nguyên Gia Lai nhé. Và hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho quý vị anh chị một lô đất dãy nhé, có tổng diện tích là 1 hectare nhé quý vị anh chị, 1 hectare. Lô đất của chúng ta là nằm trong khu dân cư luôn nhé quý vị anh chị. Và bây giờ em sẽ chỉ các tiện ích cũng như là các hướng đi cho quý vị anh chị cùng nắm rõ nhé. Lô đất của chúng ta thì có một con đường đất như thế này, đường đất dẫn vào lô đất của chúng ta. Đây, sản phẩm của chúng ta đây, từ sản phẩm này mà cách con đường nhựa kia đó, ngay trên đầu này là khoảng 150m đó, cái nhà máy mái trăng đấy là khoảng 150m là chúng ta đi theo cái con đường đất này nhé. Ngay trên đầu đường này là khu dân cư, ủy ban, trường học nhé quý vị chị nhé. Sản phẩm của chúng ta là thuộc xã Ia Pha, thuộc huyện Chư Bờ Rông nhé quý vị chị. Đây, ủy ban xã, trường học, trạm y tế là ngay trên đầu đường này, khu dân cư ngay trên đầu đường này quý anh chị nhé. Đây nhé quý anh chị nhé, từ hướng cột gỗ này, sản phẩm của chúng ta là có mặt tiền đường đất như thế này là hơn 100m quý anh chị, gần 200m nhé. Con đường đất như thế này, ở ngoài thì được gia chủ rào lưới thép rồi quý vị anh chị, dây thép gai hết rồi. Lô đất thì có khoảng 800 cây cà phê, cà phê tơ như quý anh chị, và tiêu. Gia chủ có trồng cà phê và tiêu như quý vị chị nhé. Cà này thì tiêu này thì là sắp thu bói rồi. Cà thì rất là đẹp nhé, cà gia chủ mới tưới rất là đẹp luôn quý vị chị, rất là xanh và đẹp nhé. Lô đất của chúng ta thì rất là vuông nhé. Sản phẩm thì có một căn nhà như thế kia, căn nhà xây ở tạm được thôi quý vị anh chị nhé, hoặc là chúng ta làm cái kho ở đây. Có đường điện ba pha, có giếng đào, cà thì rất là đẹp. Và em cũng xin nhắc luôn với cái giá là gia chủ mong muốn là 1 tỷ nhé quý chị, 1 tỷ cho 1 hectare nằm ngay trong khu dân cư. Chất đất là đất đỏ ba gian, rất là đẹp như quý vị chị nhé. Cà theo như em thấy thì cà đây rất là đẹp, cà tơ như quý vị chị, tiêu cũng khá là đẹp nhé. Tiêu này thì đang thu bói rồi ạ, có khoảng 500 trụ tiêu như thế này nhé. Cà phê thì khá là đẹp, rất là đẹp. Đây có chanh dây, chanh dây thì gia chủ trồng thì hết vụ rồi. Quý vị anh chị mua về đây mà chúng ta đầu tư lại là dàn chanh dây. Đây thì có gia chủ căng dây thép hết rồi. Quý vị anh chị phá bỏ cái dàn cũ này đi, chúng ta trồng lứa mới nhé. Đường ống thì được gia chủ chôn khắp vườn như thế này rồi. Đây. Gia chủ ngày trước là có tính là trồng sầu riêng ở đây nữa quý vị anh chị. Đây. Giữa hai hàng cà phê là gia chủ để một khoảng giữa này để trồng cà phê, trồng sầu riêng. Nhưng mà gia chủ có việc gấp, cần bán nên là chưa thể trồng được nhé. Quý vị anh chị mua về đây chúng ta trồng thêm sầu riêng, các cây ăn trái có giá trị cao thì cũng rất là hợp lý nhé. Đất thì rất là bằng phẳng luôn quý vị anh chị, rất là bằng phẳng. Đây đường ống thì được gia chủ chôn rất là bài bản, có một đường ống đi giữa vườn như thế này. Vườn thì rất là đẹp, bằng phẳng, cả rất là đẹp như quý vị anh chị. Quý vị anh chị mua vào trong năm nay thì đã có sẵn nguồn thu là cà phê rồi. Chúng ta xuống giống chanh dây nữa thì trong năm nay thì là chúng ta có thể thu được vừa chanh dây, vừa tiêu bói, vừa cà phê nhé. Vườn rất là bằng phẳng, vuông vức, cà phê rất là xanh. Thì nữa em sẽ gửi một đoạn flycam lên để cho quý vị anh chị có cái nhìn tổng quan nhất về sản phẩm lô đất này nhé, các tiện ích cũng như là vị trí của lô đất này luôn. Gia chủ rất là kỹ tính nha quý vị anh chị, là đã rào hết bố xung quanh vườn rồi. Và bây giờ em sẽ quay cái nhà kho cho quý vị anh chị nhé. Cái nhà kho này chúng ta có thể sửa sang lại, chúng ta ở đây được luôn. Hiện tại gia chủ đang bỏ không,
nhà kho xây bằng gạch rất là kiên cố, đường điện thì 3 pha, giếng nước thì đầy đủ, điện nước nói chung đầy đủ hết, khu dân cư thì ở rất là gần. Và với mức giá bán thì cũng rất là hợp lý nhưng vị trí là 1 tỷ đồng cho 1 hectare, phù hợp cho quý vị anh chị nào mua về đây chúng ta đầu tư hoặc là định cư sinh sống tại đây. Đây là giếng đào, những vị trí giếng đào. Ở đây là cái nhà kho này. Nhà này chúng ta sửa sang lại xây thêm một vài gian nữa là chúng ta có thể ở luôn được. Đây đồng hồ công tơ điện 3 pha đây, cầu dao này. Khá là phù hợp để chúng ta có mức tài chính nhỏ để chúng ta muốn sở hữu cho mình một lô đất, một sản phẩm với vị trí khá là đẹp. Đất thì rất là vuông, chất đất thì rất là đẹp rồi. Hoặc chúng ta có thể ở trong tỉnh, ở huyện Chư Bờ Rông, chúng ta muốn mua thêm một lô dãy để chúng ta canh tác thêm thì cũng khá là hợp lý nhé. Với mức giá bán thì cũng khá là phù hợp. Quý vị anh chị có thể tham khảo lô đất này. Quý vị anh chị quan tâm thì có thể liên hệ cho em với số điện thoại em đang ghi trên màn hình nhé. Cái bản Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin bìa cũng như là giấy tờ liên quan đến sản phẩm lô đất này cho quý vị anh chị nhé. Quý vị anh chị cho em xin một like, một đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta nhận về những video và sản phẩm mới nhất của kênh Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai chúng em nhé. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Và bây giờ em sẽ thể hiện trên màn hình phải lấy cam nhé.